Đây là buổi phát thanh đại hội tuần giáo tỉnh Điện Biên. Dự án VNVS Việt Nam góp phần phát triển cộng đồng bền vững. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1138/TTT QTCT về việc đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam. Do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tin và liên minh đa quốc tài trợ, dự án do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng công ty Xây dựng Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm khu vực công cộng các tỉnh, huyện, 1.000 điểm khu vực văn hóa xã và 500 khu vực xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2016.